cần phải có nhiều giải pháp hơn, tức là phải mở nhiều tuyến giao thông kết nối và mở nhiều thêm tuyến đường sắt như đường sắt Cát Linh Hà Đông để kết nối giao thông thủ đô, thì bài toán ùn tắc giao thông mới được giảm tải. Và người dân khi mà nó sử dụng thuận tiện thì người dân người ta sẽ tự khắc người ta bỏ các phương tiện cá nhân như là xe máy hay ô tô. Nhưng sau chuyến này em sẽ sử dụng thường xuyên cái phương tiện đi lại này, bởi vì em thấy là hiện tại ở Hà Nội cái lưu lượng giao thông rất là lớn. Em thấy phương tiện này nên được phát triển và mở rộng hơn.